làm việc nhé. Rồi. Đây con cầm cho mẹ đi. Ôi sữa đi. Ôi hết sữa cho mẹ lấy quả dưa cho ăn nhé. Mẹ vứt à? Mẹ vứt à? Bé ăn chị ạ. Ngon không?
tiền đấy. Cảm ơn nhé em. Thank you.
mà trồng nó nhé. Con được nhiệt huyết của mẹ nhé. Không lấy được.